Trong rạp chiếu phim có hơn 100 người đàn ông cơ bắp và khi nhìn vào là biết không mấy hiền lành. Lúc này chỉ còn đúng hai chỗ ngồi còn trống. Vậy xem diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào. Cặp đôi đầu tiên bước vào, chàng trai chuẩn bị tìm chỗ ngồi, nhưng cảnh tượng này đã khiến anh ta hoảng sợ và quay lại bên cạnh người bạn gái. Cặp thứ hai bước vào và sau một cái lướt nhìn thì họ cũng lựa chọn rời đi. Anh chàng đó còn nói rằng có lẽ mình đã đi nhầm chỗ. Và cặp thứ ba đã xuất hiện. Lúc này họ cảm thấy bối rối vì đang suy nghĩ đây là nhà tù hay là rạp phim. Đối với cặp đôi thứ tư thì cô gái cũng đã dũng cảm bước lên và khi cô ấy chuẩn bị ngồi xuống, bạn trai đã kéo cô lại và nói không xem cũng được. Nếu lỡ có làm gì sai chắc sẽ bị bọn chúng đánh mất và phim hôm nay cũng không hay đâu. Cuối cùng họ cũng đã rời đi, nhưng bất ngờ là vẫn có người chọn cách ở lại và điều đặc biệt là cả rạp đều reo lên tiếng cười vui vẻ. Nếu tình huống này là bạn thì bạn sẽ xử lý như thế nào?